Hàng về các bạn ơi, hàng về. Bữa hôm nay mình nhận được một thùng quà của anh bạn Minh Ohio. Anh ta gửi cho mình cái gì đây? Bây giờ mình sẽ mở ra các bạn ha. Đây nè, mới nhận được luôn, chưa bóc tem luôn nha các bạn. Hàng về. Chắc là anh ta tặng quà lễ Mother Day cho mình các bạn. Nhưng mà lễ Mother Day là lễ của những người mẹ mà. Anh tặng quà cho mình làm chi? Ok các bạn ơi, bây giờ mình sẽ mở thùng quà ra nha. Bây giờ để coi trong này nó có cái gì các bạn. Ok các bạn ơi, cọ về nha các bạn. Cọ đắp bột. Oh. Các bạn ơi, cọ về nè. Cọ đắp bột Kolinsky USA đàng hoàng nha các bạn. Cọ đắp bột. Cái này là số 22, cọ đắp bột số 22 nè. Cọ đắp bột số 12 nè các bạn, cọ đắp bột số 12 nè. Rồi cọ đắp bột số 20 nè. Ô, lần này anh ta gửi cho mình quá trời hàng các bạn, để mình quay video đi cho các bạn coi. 18 nè, 16 nè, 14 nè. Ok các bạn, trời, các bạn thấy không, cọ 16, cọ 14 nè. Đó, cọ đắp bột đủ size các bạn ơi. 14, 16, 22, 20, 18. Cọ đắp bột về các bạn ơi. Cọ đắp bột về nha, đủ size hết nè. 12 nè, 14 nè, 16 nè, 18, 20, 22. Tất cả những cái mặt hàng này đều bán tại YouTube của Nhân Lì. Các bạn coi video clip này là cái gì của bán nhé. Nhưng mà bữa hôm nay mình mới về cái này các bạn. Chiều bay chiều thớp các bạn, đây là chai refill No Clean Top Coat. Đây là chai chiều không chùi các bạn nhé, chai top coat nha các bạn nhé. Còn chai này là chai base coat. Base coat không chùi, để mình để đây đi. Để đây cho các bạn coi. Rồi, base coat chiều bay không chùi, khui ra liền cho các bạn thấy sản phẩm chứ. Ok, ở đây nè, đây anh ta có gửi cho mình hai cái chai không để đựng vô, các bạn thấy không. Đây là chai base, chai top, chai base, chai top. Còn cái chai này là chai refill nè các bạn nhé. Refill đó, để đây luôn. Rồi, ở trong này là chai không các bạn nhé, các bạn phải châm vô. Cái này là chai không. Rồi, đồ chà chân các bạn, đồ chà chân. Đây, mình sẽ để giá tiền cho các bạn coi nha. Đây, cái này là đồ chà chân các bạn. Khi chà chà có chân á, chà, thấy không các bạn chà có chân á. Đó, chà có chân. Có mấy cái bạn khác nó còn. Đây, đồ chà gót chân. Cái này là size bự. Này là đồ chà gót chân size bự. Đồ chà gót chân size nhỏ các bạn. Đồ chà gót chân nha. Ok, sensing mình. Đồ chà gót chân, cái này là hai size luôn. Cái này là size nhỏ nè. Cái này là size nhỏ ha. Cái này là size bự ha. Cái này là size bự ha. Còn cái này là size vừa bự vừa nhỏ luôn. Nhỏ bự luôn. Ok các bạn. Rồi, dũa ha. Dũa là các bạn. Dũa 100/80. Dũa này là dũa sần lắm nha các bạn. 100/80. Cái này là 100/80. Một lóc như vậy đó. Là 25 nè. 25 nè. Ok. Một lóc. Một cái này là 100/80. 100/80 các bạn nhé. Đó, 100 cây. 100 cây các bạn. Còn cái này 80/80. 80/80 nha các bạn. 100 cây. Ok. 100 cây. Còn này là 100/180. 100/180 thì có nhiều bạn á, họ không biết là 100/180 hay 80/80 là cái gì. Giống như cái này nè, 100/180 á. Một các bạn nhớ là 100/180 là nó rất là mịn, cái này để làm cho móng thiệt. 100/180 là làm cho móng thiệt nha các bạn. Nó rất là mịn các bạn. Còn cái này nè. Cái này là 80/80 nè, các bạn thấy không? Nó rất là nhám, cái này là để xài móng giả. 80/80 là xài móng giả các bạn nhé. 100/180 là móng thiệt, ok. 80/80 là móng giả. Còn cái này là 100/80. Cái kia là 100. Cái kia là 100/180, cái này 100/80. Cái này nó cũng hơi mịn nữa các bạn, chứ nó không mịn bằng cái kia các bạn ha. Đó, nói chung là 80/80 á là các bạn xài móng bột nha, còn mấy cái kia là sẽ móng thiệt. Tại móng thiệt nó rất là mềm, ok. Rồi. Đó, như vậy thôi. Ok các bạn ơi. Rồi. Hàng về các bạn nha, hàng về nè, nhìn đã chưa? Các bạn nào muốn mua sản phẩm nào cứ nói mình. Cây cạo da nè, cọ nè, thớt bay nè. Đó. Dũa nè, đó, muốn gì có đó các bạn, muốn gì có đó nha. Nhắn tin cho Nhân Lì nha các bạn.